2 Tết Tân Tịnh, Bác Hồ trở về nước qua cột mốc 108 tại thôn Văn Bó, xã Trần Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Ngay từ khi trở về Cao Bằng, Bác đã trực tiếp lãnh đạo cách mạng của cả nước, vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, để thắng lợi đó là minh chứng rõ ràng nhất về những giá trị to lớn, soi sáng, dẫn đường của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trung học cơ sở Lương Tông xin dâng lên Bác bài hát Mừng ngày sinh nhật Bác theo làn điệu Bừng lành lời đàn Kim Phương. Good, good.